Anh à, đây là chiếc áo bố mua tặng cho em. Em chưa mặc lần nào. Hôm nay là ngày trọng đại của anh. Anh diện đi. Thôi, anh không nhận được đâu. Anh phải mặc. Không. Này, đúng rồi. Thôi thôi. Anh. Nào, nào. Sáng sủa hẳn luôn. Đương nhiên. Hoa của anh ạ. Thôi thôi thôi, anh không tặng đâu. Đợi qua đây rồi tặng. Cầm hoa. Anh cầm lấy. Anh sang thể hiện rồi ghi điểm với chị em y tế bên đấy. Tặng rầm rúi ai mà biết. Nói chung ấy, cái việc tán tỉnh này anh phải nghe. Tán tỉnh cái gì? Anh với cả Ngọc đã gì đâu? Anh Nam, yêu cầu anh nghiêm túc. Sao đến giờ này mà anh vẫn không chịu công nhận là sao nhỉ? Anh là bộ mặt của công an xã, bà con trông xuống, chị em y tế trông vào. Quả này mà không thành nữa thì phí công em với Hải đầu tư bó hòa đấy. Thôi được rồi. À, mà tối như nào nhỉ? Việc của anh là sang bên đấy đón chị Ngọc sang đây. Còn mọi việc chúng em lo. Mời anh. Mời anh. Rồi. Anh Nam, anh Nam. Sao? Cái gì? Gì nữa? Giày. Không liên quan một tí nào cả ấy. Yêu cầu anh vào trong kia thay ngay đôi giày cho em. Rồi, thay thì thay. Nhưng mà không tặng hoa đâu. Giới ạ. Sao, được chưa? Được không? Được không em? Được không anh? Cũng được. Nhưng mà bình thường quá.